Trận động đất gần đây đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.500 người ở Syria và khiến hàng nghìn tòa nhà trên khắp đất nước có nguy cơ sụp đổ. Hầu hết các tòa nhà ở đây đã bị nứt sau trận động đất. Chúng tôi đã tổ chức một đội đánh giá an ninh để kiểm tra các tòa nhà. Khoảng 80% người dân trong khu vực này đã được sơ tán. Hiện chúng tôi đang xử lý một tòa nhà có rủi ro. Chúng tôi sẽ phá hủy nó. Chúng tôi sẽ buộc dây thừng quanh tòa nhà và sử dụng máy xúc để kéo nó xuống. Điều này là để bảo vệ người dân tốt hơn. Nhiều cư dân địa phương cũng tập trung tại hiện trường. Chúng tôi là cư dân ở đây, nhà của chúng tôi ở đây. Đội bảo vệ cho rằng tòa nhà không thể ở được nữa nên đã phá bỏ nó. Nếu không, những người bên trong sẽ gặp nguy hiểm. Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy ngôi nhà của mình bị phá bỏ, nhưng phá hủy như vậy vẫn tốt hơn là nó bất ngờ sụp đổ. Cho đến nay, chính quyền địa phương Aleppo đã tiến hành đánh giá và kiểm tra an ninh đối với hơn 600 tòa nhà và 55 cơ sở chính phủ, với sự tham gia của 1,5 triệu cư dân. Có 4.000 tòa nhà cần được đánh giá và kiểm tra tại một số tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất ở Syria.